Ngày xưa lúc còn nhỏ thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ và gia đình, nên khi lớn lên, khi kết bạn với ai hay yêu ai, tôi đều luôn muốn họ mãi ở bên cạnh và là gia đình của tôi. Bắt đầu nghỉ học từ khi 12 tuổi, vì lý do nhà quá nghèo, lớp học 33 học sinh, nhưng tôi luôn là học sinh cuối cùng, được cô giáo nhắc nhở rằng tôi chưa đóng tiền học phí. Tôi không đổ lỗi cho cái nghèo, nhưng một phần nào đó khi không có tiền thì thật sự không phải là điều dễ dàng nếu muốn được tiếp tục cấp sách tới trường. Nghỉ học từ khi tuổi còn quá nhỏ thì tôi phải làm gì để nuôi sống chính mình bây giờ? Và tôi bắt đầu đi xin vân bê rửa ly quán cà phê. Mỗi sáng cứ mở mắt ra là rinh hai thau ly thật lớn để đi rửa. Tiền lương thì cứ mỗi lúc được lãnh đều đưa hết cho bà ngoại tôi. Cứ ngày này tháng nọ trôi qua, tôi phụ hết quán cà phê này tới quán cà phê khác. Ai ở cái thời của tôi lúc đó đều biết, thời điểm đó rất là kỳ thị những người con gái bán cà phê. Đặc biệt là tôi chỉ mới có 12 tuổi, nghỉ học và đi phụ quán cà phê bưng bê như vậy. Mỗi khi gặp lại bạn học, tôi đều cảm thấy rất là xấu hổ. Nhìn cuộc đời tôi chẳng khác nào như lục bình trôi, vì tôi thật sự không biết được cuộc đời phía trước sẽ như thế nào. Tôi luôn tự hỏi, không lẽ tôi phải cứ luôn tiếp tục như thế này hay sao? Và cho tới khi tôi 16 tuổi thì tôi mới biết cuộc hành trình thật sự của tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi.